chọn chế độ tùy chỉnh và chế độ đơn giản, nên các bạn chọn chế độ tùy chỉnh cho nó full full option cho nó đẹp. Rồi, ra lên chưa các thanh niên? Ok, nhìn đây mọi người sẽ để ý này, cái phần này nó sẽ rất là giống với Facebook. Nhìn cái giao diện này có giống với Facebook không? Đúng hệt luôn. Thế thì cái tư duy ở đây các bạn biết là, ví dụ thằng TikTok là công ty của Trung Quốc, đây là cái tư duy của nó, cái tư duy copy. Thế nhưng mà copy trong trường hợp này rất là tốt, bởi vì là gần như chúng ta sẽ không phải học nữa. Đấy, tức là thầy đã dạy các bạn rất là kỹ về về Facebook rồi, thì cái thằng TikTok này tất cả cái ý nghĩa của nó cơ bản là tương tự. Nó cũng chia ba cột: cột tiếp cận này, nhận thức này, cột cân nhắc này và cột chuyển đổi này. Ok, thế trong cái cột về nhận thức thì có thể chạy tiếp cận đấy, và cột cân nhắc thì có thể chạy lưu lượng, chạy số lượt xem video, chạy tìm khách hàng tiềm năng, chạy tương tác với cộng đồng. Lượt chuyển đổi thì quảng cáo ứng dụng và quảng cáo ứng dụng trên trang web. Thế thì từng cái này dùng như thế nào và như thế nào nó có được. Ví dụ chạy tiếp cận thì cái này mình chỉ chạy lấy nhiều view thôi. Thí dụ như em có một con video muốn view nhiều thì em có thể chạy cái này lên. Đấy. Hoặc là em cũng có thể chạy lượt số lượt xem video. Trang TikTok chạy vào trang TikTok thì chạy vào đây. Chạy tương tác với cộng đồng. Đấy, thì nó sẽ tăng sắp, nó chính là kiểu mình gọi là chạy tăng like đấy. Có Facebook, tức là thầy nó bắt chước về mô típ, bắt chước của Facebook mà. Kể cả cái chỗ phần này này, em nhìn đến ở chỗ này là cái chỗ mà phần chạy chạy tương tác bài viết đấy. Thì cái tương tác với cộng đồng này là nó để cái kênh TikTok profile của chúng ta, hoặc là cái kênh TikTok business của chúng ta có thể là tăng được lượt theo dõi. Thì bây giờ hiện nay người ta mới, vì là TikTok nó mới nên người ta mới thích là chạy tăng lượt theo dõi cho kênh. Chứ còn trên page thì gần như từ ngày xưa rồi, tôi dạy tôi đã không bao giờ khuyên mọi người chạy tăng like cả cho page cả. Bởi vì chúng ta trong quá trình mà chúng ta chạy quảng cáo bán sản phẩm thì page nó cũng tự tăng like lên. Cái thứ hai nữa là cái like của thằng Facebook ấy, nó rất là kinh khủng ở chỗ là cái like đấy, sau khi thực ra là mình chỉ để đấy cho nó đẹp thôi, đúng không? Mình tưởng có 1 triệu like là đấy là khách của mình, nhưng đâu có phải vậy. Nó lại bóp tiếp tương tác rồi không có người xem nữa, đúng không? Nhưng hiện nay ấy, như TikTok ấy, thì nếu như kênh của em nhiều sub thì đồng nghĩa việc là view của em cao và chuyển đổi thành đơn hàng của em tốt nha. Thế là mình ở đây thì có hầu hết các bạn đều đang học để bán hàng quần áo, bán hoa, đúng không? Thì các bạn sẽ chạy cái gì? Đấy, các bạn có thể một là các bạn chạy tương tác cộng đồng để tăng lượt theo dõi lên, hai là các bạn chạy số lượt xem video. Thì nếu mà chạy số lượt xem video thì chúng ta cần phải chú ý là cái video nào chúng ta chọn để chạy, có hiểu không? Thí dụ như là ông này là thanh niên bán hoa, đúng không? Thì là ông sẽ phải ra một con video, có thể là ông có 10 mẫu hoa, có thể là như ông đã làm từ trước đấy rồi, xong làm một video, ông làm một video giả vờ đang bày xong nó kết quả là ra được 10 cái mẫu hoa. Đấy, ông đặt tên là M1, M2, M3, M4 kiểu đấy, xong rồi tích 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 kèm giá, cười rung rinh như thế. Thế là bọn nó mới biết là hoa này bao tiền, hoa này bao tiền. Đúng. Không đẹp không lấy tiền, đúng không? Cái đấy chưa đảm bảo. Rồi tiếp tục là nếu mà mọi người chạy lưu lượng, chạy lưu lượng mới lại chạy chuyển đổi trang web, thì bắt buộc mọi người phải có gì? Có website. Thí dụ như cái web pastore.vn của thầy đang chuẩn bị triển khai thì thầy sẽ chạy lưu lượng hoặc chạy chuyển đổi. Chạy chuyển đổi thì giống như Facebook, chạy chuyển đổi thì chúng ta phải gắn mạo pixel. Thằng TikTok nó bựa đến mức là nó cũng đặt tên được pixel luôn. Nó không theo đổi tên. Thế là khỏi phải tưởng tượng là thế vậy thì TikTok mà pixel là cái gì? Hiểu không? Thằng Zalo ở Việt Nam thấy đấy rất buồn cười, nó còn đổi là Zalo OA đọc đóc cả mồm, nhưng mọi người cứ hiểu không hiểu là OA là cái gì. Chứ sao mày không gọi luôn là Zalo Pet thì cho nó nhanh, đúng không? Người ta sẽ hiểu ngay lập tức. Rất là dốt thằng này. Facebook đặt nào bố đặt thế. Đấy, thế là khách hàng tôi cảm thấy rất đánh giá cao ở cái điểm này. Photocopy thôi. Nhưng mà như điện này bố. Thế thì chạy xem một cái lần video nhé, xem một cái lần video xong thì bấm truy cập nó chạy về web. Thế thì đối tượng khách hàng chúng ta nên nhớ rằng là của TikTok, đối tượng khách hàng chủ đạo của nó là
từ 16 cho đến 30 tuổi. Nếu mà mọi người bán thời trang công sở, mà mọi người bán thời trang công sở rẻ tiền một chút, nhưng mà lại cái kiểu trẻ trung một chút thì lại bán được. Chứ còn nếu mà mọi người lại như Mai Cao chuẩn bị làm váy quá đầu gối này rồi thì cái áo như của ông Minh buộc cổ này thì vào đấy là không ăn thua. Đấy. Như thầy Phan Anh bây giờ bán khoa học dạy nghề, dạy trở thành idol TikTok thì vào đây là hợp luôn. Bạn muốn trở thành idol TikTok kiếm tiền thì vào đây thì thầy sẽ dạy cho, đúng không? Dạy bán hàng, dạy livestream, dạy chạy quảng cáo, dạy xây kênh. Nhưng mà dạy xong thì mọi người phải xây nhá, chứ còn chẳng thấy ai chịu xây này thì làm sao mà lên được kênh. Ok, clear chỗ này chưa? Rồi bấm đi. Nào bây giờ thích chọn chạy cái gì? Nào mục tiêu của từng người là gì? Nào Mai Cao, bây giờ Mai Cao chạy mục tiêu là gì nào? Tăng view. Tăng view cho kênh hay cho video? Tăng kênh. Nếu mà tăng kênh thì người ta gọi là tăng sub thì em chạy tương tác với cộng đồng. Rồi bây giờ tất cả mọi người bấm chạy tương tác với cộng đồng. Tạo luôn. Mình học thực hành mà. Đúng không? Chỗ phần cài đặt này nó có ba cái phần, thứ nhất là phần tạo thử nghiệm phân tách nhá. Nếu mà mình bật cái này lên thì nó sẽ chạy dạng là A/B testing đấy, còn mà chọn tối ưu quá ngân sách chiến dịch thì tự động tối ưu phân bổ nhá. Nếu mình bật cái này lên thì ngân sách một ngày phải chạy tối thiểu là 500.000. Cái này nó cũng bắt chước của Facebook, có nghĩa là gì? Nếu như bật thử nghiệm phân tách thì chiến dịch nó sẽ phân ra làm các cái phương pháp là thử nghiệm A trên B, tức là một chiến dịch nó chạy vào cái tệp này, một chiến dịch nó chạy vào cái tệp này, một chiến dịch nó chạy kiểu này, một chiến dịch nó chạy kiểu này. Còn kiểu nào thì là do máy nó làm, nó không nói. Thầy chỉ đang giải thích về mặt cách sử dụng thôi. Chứ thằng Facebook nó thằng TikTok nó không bảo là nếu mày bật cái này thì cái A là tao sẽ chạy cho mày sang nước Mỹ, cái B nó chạy cho mày sang nước Lào thì nó đã dễ hiểu, nhưng nó không nói thế. Đấy, thì cái con AI của nó sẽ tự động chia thì không rõ nhá. Y chang. Đấy, có nghĩa là Trung Quốc là nơi nhiều động vật nước tính, nhìn toàn nhái thôi. Không, nước tính không có nghĩa là nhái. Đây là cái tư duy của Trung Quốc, nó rất là hay đấy này, nó đi copy. Nhưng mọi người phải hiểu là trong trường hợp này thì nó copy thì thầy mình là phải đánh giá nó khôn. Bởi vì nó đi theo cái thứ phức tạp thì người khác lại phải đi học rất là lâu. Đúng không? Còn mày bây giờ học Facebook thì nó dạy kỹ rồi, bây giờ đến cái này vào phát là ồ, hiểu luôn, phập hiểu luôn. Nó chỉ khác nhau một xíu ở chỗ phần nhắm chọn thôi. Lách đây. Phần này nhá, có thể là bật hoặc là không bật tùy ý. Nhưng nếu bật ngân sách chiến dịch thì 500.000 một ngày. Riêng phần ngân sách của TikTok khác của Facebook là Facebook chỉ cần $1. Nhưng thằng này là 200.000 một ngày. Hiện nay là đang chưa. Nếu mà em có bí quyết nào mà để chạy bùng được TikTok thì em chia sẻ. Thằng này là nó đều phải trả trước hết. Có cũng có tài khoản trả sau đấy.